Con ra luôn. Nhiệt độ của không khí hiện tại nó khoảng từ 6 đến 17 độ. Và nước cực kỳ là rất là rét. Quay cho mọi người. Ôi trời ơi. Quá chưa? Ôi, kia. Thế là sổ tay á. Anh không lấy cái dây kia, anh quấn xuống một vòng ở dưới đít anh. Để cho nó bám ngồi ấy. À, nhấm chân lên đấy nha. Nguy hiểm quá.